Hồ Quang Hiếu cầu hôn bạn gái sau nửa tháng công khai tình cảm. Trước tình cảm chân thành của Hồ Quang Hiếu, Tuệ Như đã gật đầu đồng ý trở thành bạn đời của nam ca sĩ. Chiều ngày 24 tháng 4, Hồ Quang Hiếu đã chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn thành công bạn gái Tuệ Như. Theo đó, cả hai đã có một bữa ăn lãng mạn và tại đây, giọng ca không cảm xúc đã chân thành ngỏ lời mong Tuệ Như đồng ý trở thành vợ của mình. Trước tình cảm của bạn trai, Tuệ Như gật đầu đồng ý với nụ cười hạnh phúc. Khoảnh khắc Hồ Quang Hiếu chính thức đeo chiếc nhẫn cưới vào tay Tuệ Như khiến người hâm mộ không khỏi vui lây. Ai nấy đều nhắn gửi lời chúc tốt đẹp đến cả hai. Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như gặp nhau trong buổi tiệc của người bạn chung. Sau đó, Tuệ Như đi nhờ xe nam ca sĩ và trò chuyện, từ đó nảy sinh tình cảm với nhau. Được biết, Tuệ Như sinh năm 2000, quê Cà Mau. Cao 1m8, hiện là người mẫu tự do được 2 năm. Về chuyện kết hôn và sinh con, Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ, nhiều người bảo chúng tôi quá vội vì mới yêu 3 tháng đã muốn có con. Nhưng chúng tôi đã trưởng thành, chín chắn nên suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Tôi đã già rồi, phải xác định thôi. Sợ sống trong cô độc lắm. Việc có con trước cũng nằm trong kế hoạch của chúng tôi. Khi con lớn, chúng tôi mới kết hôn để con chứng kiến ngày hạnh phúc của bố mẹ. Nam ca sĩ cho hay.